chào tất cả các anh, các chị đang xem kênh YouTube của Sốt Tuấn Hương chuyên làm xinh xinh hát. Mọi người ơi, hôm nay thì em có một chút thời gian thì em sẽ lên video để cho mọi người biết là hiện tại các mặt hàng bên em bán và đang phân phối nha mọi người nhá. Em quay qua một cái góc đầu tiên, đấy là cái góc mà hàng ngày là em live stream ở đây. Tiếp theo đến thì là em sẽ giới thiệu một vài sản phẩm hiện tại bên em đang phân phối nha mọi người nhá. Thì đến với giày nữ đi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua mọi người một vài dòng giày nữ hiện tại bên em đang có. Và giày của bên em thì 100% là chính hãng hết mọi người nhá. Mọi người có thể check trước khi nhận hàng. Và các thương hiệu nổi tiếng trong đấy có, đây là một đôi giày đến từ thương hiệu Adidas nhá. Này, đế mọi cái vẫn rất là mới mọi người ạ. Mát, mọi cái bên trong vẫn rất là nguyên nhá. Giày này màu đen nhá mọi người. Bên em có rất là nhiều màu. Tiếp theo đến một đôi đến từ thương hiệu Liu Ba Lan nhá. Đấy, Liu Ba Lan này. Tiếp ạ, một đôi đến từ thương hiệu Best Central nhá, giày này là của Hàn mọi người nhá. Tiếp lại Liu Ba Lan này, rồi là Nike này. Nike mọi người nhá. Giày si nhưng mà độ mới rất là cao mọi người nhá. Tiếp ạ, một đôi đến từ thương hiệu Fila nhá. Fila. Tiếp theo là ở bên dưới này thì là bên em là có các mặt hàng giày nam, giày thể thao nam nhá mọi người. Trong đấy có Acid này, Nike này, rồi là Nike dòng đế băng, dòng AF1 nhá. Tiếp ạ, Adidas này mọi người. Đấy, Adidas Fila. Rồi là cả Fila đế băng cũng có ở nhá, mọi người có thể mặc với cả quần bò cũng rất là đẹp ạ. Tiếp theo em sẽ đến với kệ giày tây, giày da hiện tại là bên em đang bán nhé mọi người ơi. Có rất là nhiều mẫu mã, màu sắc rất là phù hợp với cả lứa tuổi mọi người ạ. Giày này thì có màu nâu, thiết kế có thắt dây này, đế nó cũng nhân cho mình tầm 3 phân, làm cho chiều cao của mình nó cũng nhâng lên. Giày này thì rất là trẻ trung, mình có thể mặc với quần kaki là đẹp nhất mọi người nhé. Đấy, ngoài ra thì có giày bệt đế bằng, giày lười nhé mọi người, dáng rất là trẻ trung. Ngoài ra thì mình có cả giày Âu, giày Tây này, màu đen nhé mọi người. Nói chung là đây là dòng truyền thống, mọi người có thể mặc với cả vest, áo sơ mi rất là đẹp nhé. Đấy, mọi người thích dáng thể thao hơn thì mọi người có thể chọn những cái dòng giày như thế này. Và nó thắt dây, nhìn nó rất là trẻ trung, mọi người mặc với quần bò được mọi người nhé. Đấy, đây là giày Âu mọi người nhé. Đấy, một đôi màu trắng, dáng này rất là thể thao, mọi người mặc với quần bò rất là đẹp luôn. Theo là một đôi giày lười nhá, màu nâu. Giày này mọi người mặc với cả áo sơ mi trắng, quần Âu ấy, hoặc là mặc vest ấy, rất là đẹp nhá mọi người, nhìn rất là lịch sự nhá. Dòng là hiệu Rockford nhá. Và giày của bên em ấy thì là đế độ mới, lót giày mọi cái vẫn còn nguyên, series các thứ bên trong vẫn còn nguyên, độ mới rất là cao các anh nhá. Nói chung là mọi người mua hàng bên em thì mọi người cực kỳ an tâm về chất lượng ạ. Đấy, ngoài ra thì mọi người không thích giày lười kiểu dạng như thế này thì nó có kiểu giày lười nhưng mà mình thắt dây như thế này, nhìn nó dễ trẻ trung hơn, mà mọi người mặc với cả quần kaki rất là đẹp nhé mọi người. Tiếp theo thì là em đến với cả một vài sản phẩm, các mẫu kính hiện tại bên em đang có nhé mọi người. Bên em thì có rất nhiều các sản phẩm nổi tiếng, ví dụ như Ray-Ban này, Lacoste này mọi người. Lacoste nha mọi người. Em sẽ lên một vài mẫu cho các anh xem. Này, mọi người xem này, kính mắt của bên em ấy thì là chuyên bán cho các sản các shop kính mắt mọi người ạ. Và kính mắt thì rất là trong, 100% chống tia UV. Khi mà nhận kính ấy thì mọi người sẽ nhận đầy đủ một chiếc hộp như này, có khăn, có thẻ đầy đủ hết nha mọi người nhá. Em sẽ lên mẫu cho mọi người xem. Đây là kính nam. Kính nam, nhưng mà em sẽ lên thử một vài mẫu cho mọi người xem, không biết có hợp không, nhưng mà đấy, đây là kính nam nhé mọi người nhé. Đây là dòng của thương hiệu Lacoste nhá, có cả thương hiệu của Cartier nhá, là cái dòng kính gập mọi người nhá. Đấy, trong này thì cũng có đầy đủ hộp khăn kính này. Ngoài ra nữa thì đến thương hiệu này là của Porter nhá, kính mắt hình oval, kính mắt rất là to. Anh nào mà nhìn kiểu thích hầm hố một chút ấy thì mình nên chọn những cái kính mắt to như thế này mọi người nhé. Tiếp theo thì bên em có cả kính nữ nhá mọi người ạ. Bên em có rất nhiều kính thời trang nữ, thương hiệu mới năm 2023. Đấy,
anh nào mà mua cho vợ hoặc là mua cho người yêu thì mình cũng có thể lựa nhé. Em có rất là nhiều mẫu ạ. Tiếp theo đấy là đến từ thương hiệu Diamond Head. Dòng kính này có màu kính gập nha mọi người, nhưng mà màu đen. Anh nào mà kiểu hầm hố một chút ý, thì mình sẽ đeo những cái kính mắt to như này. Mặt em hơi nhỏ nhưng mà kính mắt này rất là to, phù hợp với cả những anh nào mà mình to cao ý. Đấy. Đấy, ngoài ra nữa thì bên em có các kính thời trang, kính không độ, kính tròng. Mọi người có thể là cắt kính cận cũng được nha mọi người. Cũng là một mẫu kính rất là mới của thương hiệu Prada nhá. Rồi. 100% làm từ da bò nhá. Mọi người có thể check thoải mái. Bên em có rất là nhiều mẫu mã cũng như là mặt. Mọi người thích trang nhã, đơn giản cũng có, mà thích hầm hố cũng có mọi người nhá. Đấy, em lên một vài mẫu để cho các anh xem này. Gucci này. Có cả Montblanc nhá mọi người nhá. Có cả Versace. Rồi là mặt cá sấu này. Vân cá sấu, thắt lưng nhưng mà vân cá sấu nhá. Mặt cũng cá sấu. Nhìn nó sẽ hơi hầm hố một chút. Còn anh nào mà thích đơn giản thì mình chọn những cái thương hiệu như là Montblanc nhá mọi người. Đấy, cá sấu này. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên một vài mẫu ví hiện tại ở bên em đang có nhá. Đầu tiên ấy thì là về chất liệu, ví của bên em thì 100% làm từ da bò nhá mọi người. Và ví này thì là bên em sẽ bảo hành 5 năm cho khách hàng nhá. Ví thì rất nhiều mẫu mới. Đây là ví dụ như là một mẫu hiện tại bên em đang có bán rất chạy luôn, màu tím than nhá mọi người. Bên trong thì pha phối màu đen rất là đẹp. Ví là 100% chất liệu làm từ da bò và nó có rất là nhiều ngăn. Thì hai ngăn to bên trong và rất là nhiều ngăn nhỏ bên ngoài, mình có thể đựng giấy tờ. Đựng giấy tờ. Bên ngoài mẫu này là mẫu ví ngang, còn tiếp theo là mẫu ví dọc nhé mọi người. Đây, bên em có thẻ bảo hành, mọi người có thể điền thông tin ở đây nhé. Ví dọc này, bên em có đủ màu mọi người ạ. Có màu nâu này, màu tím than, màu xanh rêu. Đấy, rất là đẹp nhé mọi người. Đấy. Mọi người thích dáng trẻ trung hơn thì bên em có màu xanh rêu, nhưng mà lại pha phối như thế này, nhìn rất là trẻ trung mọi người ạ. Đấy. Ngoài ra thì em có cả các holder nữa. Cái ví nhỏ như này để mình đựng cái giấy tờ với cả thẻ quan trọng nhá mọi người. Ví này thì không đựng được tiền, chỉ đựng thẻ thôi mọi người ạ. Đấy. Đây là mẫu ví đứng của bên em nhá. Đây ở trên đây trên kệ này cũng là rất nhiều các mẫu mã hiện tại mà bên em đang có vừa mới về mọi người ạ. Này, giày rất là nhiều nhá. Đấy. Ngoài ra thì shop Tuấn Hương chuyên hàng xi chính hãng bên em thì là phân phối tất cả các mặt hàng này trên toàn quốc mọi người ạ. Nên là những anh nào có nhu cầu mà muốn nhập xỉ hàng của bên em để mà bán shop ấy thì mọi người liên hệ với em qua Zalo mọi người nhá. Em quay video đến đây thôi. Em chào tất cả mọi người.